Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì lời đầu tiên đó là sorry mọi người, là hôm nay thì Kẹo hơi bận xíu, thế nên là lên video muộn nữa nè. Rồi nha, đã lâu lắm rồi thì Kẹo không có chơi Team Squad. Thì hôm nay là chơi cùng với một số anh em trong quân đoàn, cũng như là chơi với Tây Thành Dũng. Ok, một cái người bạn phải nói là khá là thân của mình. Ngày trước thì anh em vẫn hay chơi game chung với nhau. Thì đến video này ngày hôm nay thì tất nhiên là sẽ có những cái phần quà dành cho anh em rồi ạ. Anh em có hóng không? Thì tháng mới này, mỗi tháng thì bên Garena sẽ cho streamer trong đại lộ danh vọng code để tặng mọi người. Và anh em ơi, hôm nay trong video này sẽ có code bộ trang phục sơn tinh. Kẹo sẽ tặng anh em 9 code nha. Và đây, ok. Đó, dành cho những bạn nào nhanh tay thì anh em có thể là vào trong game và nhập ngay cái Guts Code nha. Ok, mỗi Guts Code thì một người sử dụng được. Đó, anh em thấy không ạ? Có 3 cái code đang hiển thị trên màn hình. Các bạn nhanh tay vào trong game nhập được code. Nếu như mà anh em nhập được thì các bạn đừng quên đó là hãy comment để cảm ơn Kẹo nhé. À mà tất nhiên là cũng sẽ có phần quà dành cho những cái anh em mà không nhập được code. Đơn giản thì mấy cái code bộ trang phục này thì nó khá là ít thôi. Tháng này thì mình nhận tầm khoảng 70 code bộ trang phục sơn tinh từ bên Garena thì sẽ từ từ tặng anh em. Và còn một cái chương trình nữa mà Kẹo muốn nói với anh em luôn, đó là khi mà các bạn xem video, các bạn like video, các bạn chia sẻ video, sau đấy thì anh em sẽ comment ngay bên dưới video nha. Thì Kẹo sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một vài bạn may mắn để nhận được kim cương miễn phí nhá. Thì cái kết quả sẽ có vào video trưa mai nhá. À đủ, đậu xanh. Rồi nha, rất là nhẹ nhàng. Thì hôm nay với cái bộ trang phục khủng long này thì Kẹo chơi game phải nói là vô cùng là tự tin luôn. Mình không sợ bộ con thần nào cả luôn. Rồi nha mọi người, ok. Đơn giản là lâu lắm rồi mới chơi team. Team của mình thì một thanh niên đã bị đai, chắc là do chơi hơi ngáo đây mà. Hello mọi người, thì hôm nay sẽ có thêm một cái chương trình nữa mà Kẹo muốn giới thiệu với các bạn. Đó là sự kiện nhận trang phục mới bác sĩ điên anh em ạ. Rồi nha, ok. Thì với cái vòng quay bác học này, các bạn sẽ tốn một lần quay là 20 kim cương và 5 lượt quay liên tiếp là 100 kim cương. Chi tiết phần thưởng thì sẽ là bộ trang phục đây, bộ trang phục bác học điên nha mọi người. Ok, thì mình sẽ sử dụng 20 kim cương. Đó, chơi luôn. Và các bạn phải nhận được cái huy hiệu cơ. Ok, hoặc là anh em có thể là đổi được 3 cái món đồ mà anh em đã quay được để tiếp tục đổi lấy lượt quay. Rồi mọi người, thôi, riêng Kẹo thì Kẹo chưa gửi đến tủ đồ in-game vội. Đó, một huy hiệu luôn. Và quay cái vé 5 lượt quay anh em rất là dễ có được huy hiệu. Rồi nha, ok, tiếp tục. Anh em ơi, anh em ngồi đây và hóng cùng Kẹo nha. Tôi thấy là kim cương trừ đã rát phết rồi anh em. Cơ bản là có 2k5 kim cương, mà bây giờ còn 2k1 kim cương này. Đây, và các bạn là lựa chọn 3 món đồ, anh em sẽ đổ được một lượt quay nhá. Rồi ok, ở đây thì mình có khá nhiều đồ, cứ tích hết luôn đi anh em ạ. Đây, đổ được 4 lượt quay mới mà anh em không tốn kim cương. Thì phải nói là cái vòng quay bác học này nó khá là hay đúng không ạ? Rồi ok, vẫn không được cái huy hiệu. Phải nói là khó nhai nhở. Đây thì Kẹo sẽ tích hết luôn anh em ơi. Lại đổ lượt quay. Ok. Oh, ngon. Vừa có thêm một cái huy hiệu nhá. Rồi nha, tính ra từ nãy giờ là không mất kim cương. Đây vẫn đang còn 2110 kim cương này. Bây giờ thì hết phần quà rồi, lại phải tiếp tục quay. Đây. Úi dồi. Đấy. Lâu lâu thì đổi một cái phần quà này lấy lượt quay cho nó đỡ tốn kim cương. Rồi nha mọi người, và vẫn chưa có được huy hiệu tiếp theo. Trời ơi, đậu xanh không ra luôn này. Vai hay là bên Gardena chơi mình vậy anh em? Đùa nhau, cái sự kiện này khó nhai thế. Tôi khá là thích cái bộ trang phục bác học kia nha. Tính ra là hết 600 kim cương rồi, đừng đùa anh em. Đây, quay vài vé một xem nó có ok không đấy mà. Ui, ngon, được thêm cái huy hiệu khó vãi. Tầm này thì chỉ cần thêm một cái huy hiệu nữa thôi thì mình sẽ đổi được luôn cái bộ trang phục bác học điên này. Cố lên anh em ơi. Trời ơi, chưa ra luôn. Hoài thế. Ui dồi ôi. Thử lại nào. Vẫn tạch lô anh em. Kiểu này toàn tạch lô thôi.
lại ra cái skin robot không đâu ấy. Ui, ngon. Trời ơi, ngon vãi luôn anh em ơi. Như vậy là mình mất có bao nhiêu đây? Mất có 900 kim cương. Được cái bộ trang phục bác học điên này. Với lại thì có thêm vé quay kim cương này, vé quay vòng quay chế tác này. Ngon ghê ha. Rồi là có thêm một số giải thưởng phụ nữa. Thì phải nói là cái vòng quay bác học điên này, anh em muốn quay thì anh em chuẩn bị tầm khoảng 1.000 kim cương thôi. Giá thì nó tầm khoảng là 170.000 gì đấy. Thì kẹo không nhớ rõ nữa. Nhưng mà đây, anh em thấy không ạ? Một bộ trang phục rất đẹp, rất ngầu luôn. Ui dồi ôi, thề luôn. Mặc bộ trang phục này một game, ngầu phải biết luôn anh em. Đó, anh em thấy xịn sò không? Trời ơi, xịn sò thật sự luôn. À mà anh em ơi, anh em đừng rời mắt khỏi video nhá. Lát nữa vẫn sẽ tiếp tục có con bộ trang phục sân tinh cho anh em. Rồi ok. Và đây, chúng ta đã quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Và kẹo lại là khủng long xanh đây. Có ai thì kẹo đáng yêu không nhở? Rồi nha mọi người. Thì trận đấu này ngày hôm nay của chúng ta còn lại bao nhiêu đây? Tầm này thì còn nhiều thanh niên lắm anh em ơi, nên là cứ từ từ, không phải vội nhá. Đây anh em ơi, chuẩn bị lạ. Có cốt sơn tinh dành cho anh em đây. 3 cốt nữa dành cho 3 bạn nhanh tay nhập được nè. Ok. Thì mỗi gất cốt một người sẽ sử dụng nhá. Đó. Úi dồi ôi, xong luôn anh em ạ. Hôm nay thì kẹo chỉ combo khá là dị. Đấy là mình cầm AK với lại shotgun 11887. Bây giờ mình ra đây. À đủ. Bọn này lào nháo pháo bắn xe ạ. Ui, vãi hàng luôn. Sợ thế, sợ thế. Bắn ghê vậy luôn. Đùa nhau. Hay đấy, hay đấy. Đâu rồi em ơi? Chạy đâu rồi hả em? Đùa nhau. Ui dồi ôi, câu liệu lên kìa. Kinh chưa, kinh chưa? Anh em thấy sợ chưa? Vãi cả trưởng thật. Đồng đội thì còn hai đứa, cách xa mình vãi ra. Tầm này thì lên nhà khá là bất lợi. Vãi hàng này. Đứng lại, đứng lại em ơi. Yes, quá hay, vỗ tay đúng không anh em? Trời ơi, ơ nhưng mà thằng nào kén mạng rồi. Vai cả hàng lại bị kén mạng, cay thật sự luôn. Thề luôn, pha này cay thật sự anh em ạ. Đùa nhau, đáng lẽ là phải mạng của mình chứ. Mất dậy thật. Thế là thôi, xong nó liếm luôn mạng của mình. Cay cú thật sự. Ủa ơi, gì đấy, cứu địch qua luôn. Vai, chạy nhanh anh em ơi, lên trên. Ui, mấy ông đồ độ đèn lên trên gấu vậy. Ở trên cũng liệu luôn. Đậu xanh dã man. Ghê đấy. Vãi cả trưởng. Anh em ơi, tầm này phải nói là chơi game rất là ghê luôn. Ok, riêng kẹo thì mới chỉ có 3 kill thôi. Hôm nay cố gắng tầm khoảng là chục kill tới một nha. Ui dồi, đồng đội này. Đồng đội đã nằm xuống rồi cơ đấy. Tranh thủ cứu nào. Ui, các ông chơi của gì này. Cứu nhau đi. Đây, để tôi cứu cho. Khổ lắm cơ. Này, xong luôn 4 kill. Có ai không? Có biết là team địch thì chúng nó có công qua không nhở? Riêng công qua kẹo sơi luôn anh em, sơ tài chúng nó luôn, không phải ngại. Rồi ok. Vừa đây kẹo tranh thủ lượm thêm những cái trang bị ngon cái đã. Ui, rất nhiều đạn súng trường và thao hồ bắn luôn. Vai hàng, thằng nào bắn chí mạng thế. Kiểu mày đang đứng lúc đồ không để ý, thề luôn. Căng thẳng thật sự. Số nhà bên này có người đấy à? Ui, còn tí máu này. Thôi thôi mấy bạn đây, mấy bạn tha mình cái, còn tí máu thôi. Phá trưởng. Ghê vậy. Trước mặt có người lên kìa. Ủa, sợ thế. Căng thế. Căng vãi luôn anh em ơi. Số nhau ok ok. Bình tĩnh nào. Vãi cả trưởng này. Ủa gì đấy. Vãi hàng này. Khủng long sơ tái chúng nó nha. Số xong rồi xong. Thế là xong anh em. Yên ổn ngồi quần máu. Đấy, nãy giờ là kẹo còn không có thời gian để mà quấn phun máu nữa cơ. Đây, lượm được quả giáp 2 nát. Và không biết là có giáp xịn không nhở. Ui dồi ôi, mấy cái giáp 2 nát như nhau thế này chơi gì anh em. Hỏng hết cả bánh kẹo. Mà tìm nãy giờ thì không thấy cái băng đạn level 3 đâu. Hoặc là băng đạn nhanh anh em. Có băng đạn nhanh, thay đạn nhanh thì khá là ngon mà không có. Rồi nha. Đây, 18 người chơi nữa. À đâu, nhầm, 19 trừ đi 3, còn lại 16 người chơi thôi. Vậy là rơi vào đâu đấy 4-5 team thôi anh em ơi. Từ từ rồi chiến nhở. Đây, tranh thủ ăn nấm. Đậu xanh thằng Dũng nó cũng đòi tranh nấm với mình luôn. Vai, đồng đội thật sự. Đồng đội chip money thật sự luôn. Anh em có bạn nào thắc mắc chip money là gì không? Chip money nó gọi là rẻ tiền đấy anh em. Rồi đâu, các chú đâu? Hôm nay anh tuyên bố là anh cân ôn luôn.
Cơ bản thì hôm nay mình chơi game cũng khá là máu chiến, kiểu như là bố đếch sợ thằng nào luôn đấy, kiểu kiểu thế. Rồi nhá, ui có xe, đuổi theo luôn. Ui tưởng gì xe quân đội à? Đứng lại em ơi, xe quân đội thì không đuổi đâu. Ui, đã chết rồi. Nhanh tay thật, quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Đồng đội thế này thì làm sao mà kẹo có kill được. Rồi ok, anh em đã sẵn sàng để xem những pha chiến đấu tiếp theo chưa? Mà các bạn nhớ like cũng như là chia sẻ video. Và anh em ơi, đừng quên là hãy comment ID game để nhận kim cương miễn phí từ sĩ kẹo nhé. Ngày mai thì mình sẽ lựa chọn một số bạn may mắn và kết quả sẽ được công bố vào đầu video trưa mai nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tình hình là hôm qua mới lấy lại được ác nên là hôm nay chơi phải gọi là sung vãi trưởng luôn. Anh em thấy tôi không tôi chơi thì cứ phải gọi là sung luôn anh em. Và đây, phải cầm súng điện bắn cho cái thằng Tây Dũng TV đậu xanh, nó tiếc tôi có thương. Vãi trưởng. Rồi nhá. Và anh em thấy không ạ, vòng bo của chúng ta thì ngày càng thu nhỏ lại hơn nữa. Và điều quan trọng đấy là anh em ơi, cố gắng kiên trì kiếm top 1 thế nào. Đây, phải vứt máu cho nó luôn, trong khi mình còn mỗi 3 tí máu. Có lấy nữa không? Lấy nữa cho nữa luôn. Kẹo thì có tiếc với đồng đội cái gì đâu. Ở đây. Và anh em ơi, đó, chúng ta tiếp tục lên đường săn mạng. Và cơ bản thì chạy qua đây nhưng mà lại chưa thấy ai cả. Hơi chán điều này. Thôi không sao, cứ bình tĩnh. Rồi nha, phía trước có thính hả? Quan trọng là kẹo một kiếm người cơ, dăm ba cái thính quan trọng gì. mà anh em ơi, tôi nói với anh em thêm một bất ngờ nữa nhá. Hôm nay chưa hết cốt đâu. Đấy, vẫn đang còn 3 cốt bộ trang phục sơn tinh vĩnh viễn anh nhá. Vĩnh viễn ấy không phải là cái hộp đâu. Tôi tặng cho anh em là toàn cái cốt VIP thôi. Với lại thì anh em ơi, là tháng này thì kẹo có nhận được cốt hộp súng M1014 nữa, thì sẽ sớm tặng cho anh em trong những video nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông nhá. Và anh em thấy không ạ, những cái cốt sơn tinh đang hiển thị trên màn hình nha anh em ơi. Những bộ trang phục sơn tinh đang chờ anh em nhanh tay nhập vào. Và có 3 cốt dành cho 3 bạn nhanh tay nhất nhá. Ui dồi ôi, mấy thằng địch này chơi làm sao được kẹo hả? Ui, tuổi gì chạy nổi không? Tầm này thì chúng ta đang chạm trán một cái team ở ngay tháp đồng hồ, phải nói là căng thẳng phết, đừng đùa. Rồi nha anh em, riêng kẹo thì con khủng long xanh đáng yêu sĩ kẹo là cứ chạy qua là quất luôn thôi. Riêng kẹo là kẹo hôm nay chơi máu vãi. Anh em thấy không ạ? Đây giống kiểu tao yếu nhưng em tao đông luôn. Đấy, kẹo mà chơi với team là kẹo khô máu. Nói chung là sợ đồng đội két mạng anh em ạ. Thế nên là chạy trước là để la liếm mạng là chính. Đấy. Thôi tôi giỡn. Nhưng mà chơi team squad thì anh em đồng đội anh em cứ phải chơi gấu vào. Gấu vào địch nó mới sợ anh em ạ, chơi gấu chó vào. Rồi. Làm sao? Các chú tính trốn trong này hả? Trốn nổi không? Anh cho các chú trốn luôn nhá. Rồi nhá, chắc là ở trên tầng, mình lạ gì đâu. Tầm này chúng nó không trốn trên tầng thì... nhảy xuống rồi đúng không? Nhanh tay nhanh chân quá nhở, đậu xanh nhở. Toàn các dân chơi nhở. Thế luôn anh em. Hình như là còn một đứa ở đây mà nó chạy đâu rồi ấy. Chạy nhanh vãi luôn nhở. Oh man, đậu xanh. Chắc là toàn các dân chơi lắp tên lửa và đít rồi. Thế nên là mới chạy nhanh như vậy. Đậu xanh này. Lâu lâu mình bắn mấy cái thùng dầu, cơ bản là mình ngứa tay. Rồi ok. Đây mình đang cố gắng lượn lờ xung quanh đây. Tầm này chỉ còn lại có 7 người thôi. Đơn giản là team kẹo còn 3 người mà. Khả năng top 1 khá là cao anh em nhá. Anh em nhớ like video nha, để cho kẹo có động lực lấy top 1 nhá. Đậu xanh này. Trận nổi không em ơi? Ui dồi ôi. Yes. Quá đã luôn. Ui dồi ôi nữa hả? Các chú tuổi gì? Yes. Ngon lành 9 kill rồi. À đâu, Nhầm. Có một sự nhầm không hề nhẹ anh em ơi. Kẹo mới có 8 kill thôi. Các bạn là gáy mạnh quá nhở. Từ đâu gáy mạnh quá, tí thua anh em lại chửi tôi thì chết thôi đấy. Kẹo mình có 8 kill thôi. Nhưng mà tôi tuyên bố với anh em luôn. Đây, tranh thủ rút đồ cái. Tầm này chỉ còn lại mấy thằng địch thôi. Riêng tôi thì tôi hôm nay chơi hơi máu luôn. Đấy, combo súng ngon rồi là mũ giáp ngon thế này. Không top 1 phải nói là quá phí đồ luôn. Rồi nhá, ủa thằng nào dám bắn xe đồng đội tao. Bọn này láo thật. Được, hay lắm. Chúng mày tính láo với đồng đội anh à? Chúng mày động nhầm người rồi, ok baby. Ui, vãi luôn. Số 3 nốc rồi. Đậu xanh căng phết nhở, đừng đùa. Đây, quay lại ngay, em chờ anh xíu. Ôi, tôi xong rồi. Hai đứa luôn, vãi cả hàng. Hay quá nhở, khá quá nhở. Tuổi gì nhỉ, yes. Xong luôn, vỡ đầu và 9 kill anh em. Ngon lành nhở.
Rồi nhá, rồi nhá. Tập này thì sẽ là 2v2, tức là team mình sẽ chiến đấu với hai thanh niên cuối cùng. Kèo này căng đây, kèo này căng đây. Đây, thôi thì anh em ơi, lên xe sẵn luôn nào và ngồi quần máu đã. Rồi nhá, chờ đợi người đồng đội của mình lên xe là hai đứa đi chiến luôn mà. Hai con khủng long ngày hôm nay. Tuyên bố cân team. Mình sẽ tranh thủ mình loot thêm xíu đồ đi. Đây, ok. Đó. Ôi, anh em thấy gì không? Phụ kiện súng của mình full trang bị tím này. Đã không? Quá đã luôn. Ơ bạn ơi, chờ mình xíu, chờ mình xíu. Giờ đây chúng ta let's go. Đó, nhìn cây AK full phụ kiện tím anh em thấy. Có gắt không ạ? Có ngon không ạ? Ui, một đứa này. Ui dồi ôi. Chơi ngáo thế hả em ơi? Chẳng hiểu sao này. Thế là sao? Ok, thằng quay đến cuối. 2 cân 1 thì không chột cũng khỏe. Mau mau hiện nguyên hình đi yêu quái. Hiện nguyên hình. Đậu xanh chân này hả? Phải không? Ui, vai chết mo luôn thôi. Anh lại chú luôn, ai chơi thế? Chơi thế ai chơi, anh em chết mo luôn mới chán chứ. Rồi nhá, hôm nay thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người nha, bye bye.